Hello hello, ở đây có anh em nào là fan của team Gãy TV không? Hôm nay thử thách của Nhanh Trí sẽ là 16 thành viên vừa đẹp, vừa giỏi, diễn xuất lại hay nữa chứ. Ai mà đoán được thì hết thì đúng là fan ruột rồi. Úm ba la 16 nhân vật hiện ra. Đầu tiên là một thành viên lâu năm của Gãy TV đang nhảy. Chị ấy là ai nhỉ? Đúng là không ai có thể rời mắt trước sự xinh đẹp của chị Nhung Thị. Mỗi lần nhìn chị ấy là Nhanh Trí cứ như bị đốn tim ấy. Là fan của chị Thị Nhung mà không biết chị ấy sinh năm bao nhiêu thì buồn lắm nha. Chị Thị Nhung sinh năm 1999 và hiện đã là một bà mẹ bỉm sữa hai con rồi đấy các bạn ơi. Làm sao dai mã được đây tình yêu. Còn đây là chồng của chị Thị Nhung đang quay video hát nhé. Anh ấy là ai? Anh tệ bạc lắm em ơi. Anh là thằng bé ham chơi, chưa từng lắng lo đời em. Vậy bạn nghĩ đây có phải anh Quốc Tuấn không? Ai mà tin được đây là anh Quốc Tuấn đẹp trai đây. Thật là lầy lội quá đi. Anh tệ bạc lắm em ơi. Anh là thằng bé ham chơi, từng lắng lo đời em cho... Một thành viên lâu năm khác của Gãy TV đang nói. Giọng nói của anh nào đây nhỉ? Nhìn xa thì cũng có vẻ là không có nhà. Này, hãy đi thử 199 bước nữa về... Wow, anh Minh Hiếu đây mà. Anh ấy cùng các anh em của Gãy TV đang đi tìm một ngôi nhà nào đó. Nhìn xa thì cũng có vẻ là không có nhà. Này, hãy đi thử 199 bước nữa về hướng này xem. Các bạn chỉ đừng tìm đến ngôi nhà giúp anh Hiếu đi. Cặp mắt của bạn như có siêu năng lực, nhìn đâu chuẩn đó. 10 điểm không có nhưng. Theo anh em, anh Minh Hiếu và anh Quốc Tuấn ai lớn tuổi hơn? Cả hai anh đều sinh năm 1997, có nghĩa là họ bằng tuổi nhau. Có nhiều thông tin trên mạng ghi anh Minh Hiếu sinh năm 1988 là hoàn toàn sai anh em nha. Đừng dừng vì video lại, vì có một sự trùng hợp cực bất ngờ sắp được hé lộ. Nhân vật tiếp theo là một cựu thành viên của Gãy TV, sinh cùng ngày, cùng tháng, chỉ khác mỗi năm với anh Minh Hiếu. Wow, chị Thảo Ly đây mà. Chị ấy và anh Minh Hiếu cùng sinh ngày 11 tháng 10 đấy. Chỉ khác là chị Thảo sinh năm 2001 mà thôi. Nhanh Trí tiếc đứt ruột khi chị Thảo Ly rời Gãy TV. Liệu ai còn nhớ chị Thảo Ly gắn liền với nhân vật nào không? Nhân vật Thảo Tổ của chị ấy đúng là một trong những nhân vật huyền thoại của Gãy TV luôn đấy. Hi hi. Xin lỗi anh em, nãy nhắc đến diễn viên nam lâu năm của Gãy TV mà sinh năm 1997. Nhanh Trí quên bày mất một anh. Anh ấy là ai nhỉ? Chính là anh Phạm Nhật Dương, cũng quê Vĩnh Phúc và cũng sinh năm 1997 luôn nè. Xin hãy tập trung, anh em nên chuẩn bị tinh thần để xin vía thành viên giàu có bậc nhất của Gãy TV. Chị ấy là ai? Yến Sơ siêu giàu, flex xe ông Tô Lết Sở thế này thì ai làm lại? Thử thách cho các bạn đây. Hi hi, ai biết chị Yến đang đu trend gì nào? Không biết, trên này là trend gì nhỉ? Trên phục vụ siêu hot hòn hợt mà rất nhiều TikToker tham gia nhiệt tình đây mà.
Theo anh em, TikToker nào đu trend biến hình đỉnh nhất đây? Chị Đào Lê Phương Hoa hay anh Nezun đây ta? Đào Lê Phương Hoa. Anh Nezun. Thật là khó chọn quá đi các bạn ơi. Theo các bạn ai đu trend đỉnh hơn? Ôi, ai cũng đẹp điên đảo, biết chọn ai bây giờ. Bạn nào chị Hoa bình luận hình trái tim, còn mê anh Nezun comment ngay hình nút like nhé. Ở Gãy TV có một thành viên dạo này cute phô mai que trên tóc tóc lắm. Ai đây các bạn nhỉ? Từ lần đầu gặp em, lại bị em mắng mấy câu. Thâm tâm anh đã muốn cưới em về. Chị Ánh Tuyết xinh đẹp, dạo này phong cách của chị ấy đậm chất Gen Z luôn nha. Từ lần đầu gặp em, lại bị em mắng mấy câu. Thâm tâm anh đã muốn cưới em về làm dâu. Còn thành viên nào xinh đẹp nào đang nhảy cùng chị Tuyết đây các bạn ơi? Anh em đã ngây ngất trước nhan sắc của chị Thanh Tuyền chưa nào? Vậy chị Thanh Tuyền, anh Hà Cói hay chị xin nhảy trend đừng làm trái tim anh đau đỉnh nhất đây? Thanh Tuyền. Hà Cói. Ai đu trend đỉnh hơn? Nhanh trí chọn Thanh Tuyền, chọn thêm cả anh Hà Cói, rồi cả chị Xin nữa. Như thế có tham lam quá không ta? Ai cũng chọn giống nhanh trí thì bấm nút like video nhé. Nhắc đến chị Tuyền mà không nhắc thành viên này của Gãy TV thì sai quá sai luôn. Chính là chị Thanh Tuyền. Nhưng tại sao hai chị này lại có ngoại hình giống nhau vậy ta? Câu trả lời chính xác là chị em sinh đôi. Chị em ruột nhưng không phải sinh đôi, cũng hiếm khi giống hệt nhau như thế này được. Hai chị ấy còn có kênh Tóc Tóc làm chung, được hơn 1 triệu người theo dõi rồi cơ. Vậy phân biệt hai chị em thế nào đây? Để chính chủ hai chị giải đáp cho nhé. Làm sao để nhận đâu là Tuyến, đâu là Tuyền, đâu là chị, đâu là em? Cách nhận biết rõ nhất là em sinh hơn. Chị nào đang nhảy trên Tizamisu cách đây anh em ơi? Bật mí chị ấy là nửa kia của anh Phạm Nhật Dương đấy. Là chị Quỳnh Moon, Đỗ Thúy Quỳnh xinh đẹp đây mà. Một chị khác cũng đang nhảy căm cực, người đó là ai? Thảo Vân chứ còn ai vào đây được nữa. Chị cứ xinh như thần tiên tỷ tỷ vậy. Vậy chị Nguyễn Thảo Vân đang nhảy cùng thành viên nào của Gãy TV đây? Đúng là chị Hạ Nhiên rồi, chị ấy múa bài biển tình cũng rất dẻo luôn. Em xinh đẹp và lung linh, vô tư. Chị Hạ Nhiên hôm nay chơi trốn tìm với khán giả nhanh trí, không biết chị ấy đã trốn sau cánh cửa nào rồi nhỉ?
Ôi chị Hạ Nhiên ơi, nhanh chỉ thấy chị rồi, chị mau ra đi nào. Một chị nào đó cũng xinh như thiên thần của gãy TV đây. Người ấy là ai? Bóng dáng xinh đẹp này chỉ có thể là chị Đỗ Hiền mà thôi. Chị ấy đang đu trend gì hot hòn hot nào đây anh em ơi? Quay, là trend bóc chai nước đây mà. Phải công nhận chị Hiền bắt trend nhanh thật đấy. Còn chị nào đang nhảy với anh Minh Hiếu đây ta? Từ lần đầu gặp em, lại bị em mắng mấy câu. Thâm tâm anh đã muốn cưới em về làm... Thì ra là chị Bích Ngọc Vũ, quen mặt với các fan của gãy TV rồi mà. Từ lần đầu gặp em, lại bị em mắng mấy câu. Thâm tâm anh đã muốn cưới em về làm... Một thành viên khác của gãy TV cũng đang nhảy rất dễ thương ở đây. Chị Đặng Phương Anh đây nè. Phải nói là các thành viên trong gãy TV toàn trai xinh gái đẹp. Thôi thì nhanh chỉ đố các bạn thành viên cuối cùng này là ai, xem các bạn biết không nhé. Chị Diễm My xinh đẹp cuối cùng cũng lộ diện. Ai yêu mến chị ấy thì nhớ để lại bình luận nha. Biết đâu chị Diễm My đọc được đó. Anh ở đâu,